bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố vĩnh viễn không livestream. Sau buổi livestream, lần đầu tiên sau khi được ra tù sớm, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ thông báo ngưng quyên góp từ thiện và không livestream trên tất cả các phương tiện truyền thông từ đây về sau. Trong buổi livestream, ngày 29 tháng 9 tại khu du lịch Đại Nam, bà Hằng và chồng là ông Dũng L. Vui nói sẽ ủng hộ 10 tỷ đồng cho người dân bị thiên tai tại miền Bắc. Ngày 2 tháng 10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện công ty cổ phần Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin bà Nguyễn Phương Hằng hủy livestream phát sóng trực tiếp là chính xác. Bà Phương Hằng ngưng livestream vì lý do sức khỏe, muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trong văn bản đề ngày 2 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Khu Du lịch Đại Nam, thông báo đã quyết định sẽ không livestream trên tất cả các phương tiện truyền thông từ đây về sau. Lý do ngưng livestream, theo bà Hằng vì lý do sức khỏe và mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đồng thời, bà Hằng cũng nói sẽ ủng hộ thêm người dân bị ảnh hưởng của thiên tai tại miền Trung số tiền 10 tỷ đồng. Trước đó, trong buổi livestream ngày 29 tháng 9, số tiền ủng hộ cho người dân bị thiên tai tại miền Bắc được công bố là 10 tỷ đồng. Tổng số tiền mà công ty Đại Nam và gia đình bà Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng ủng hộ người dân bị thiên tai theo thông báo là hơn 25 tỷ đồng. Tài khoản để nhận quyên góp từ thiện của công ty Đại Nam mở tại ngân hàng Phương Đông, OCB, cũng sẽ đóng lại. Theo thông báo của công ty từ ngày 2 tháng 10, ảnh BS Khu Du lịch Đại Nam cũng thông báo ngưng chương trình Chung tay chung sức, chung một tấm lòng nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 vào các ngày 6 tháng 10, 13, 10 và 20, 10 như kế hoạch trước đó. Tối ngày 29 tháng 9, tại Khu Du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức giao lưu với hàng ngàn du khách. Được livestream trên mạng xã hội. Đây là lần livestream, phát sóng trực tiếp, đầu tiên của bà Hằng sau khi bà được ra tù vào ngày 19 tháng 9, được giảm ngày 3 tháng 5 ngày chấp hành án phạt tù. Việc livestream thông qua các mạng xã hội của khu du lịch Đại Nam. Trong buổi livestream tối ngày 29 tháng 9, xuất hiện trên sân khấu cùng bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch công ty cổ phần Đại Nam, đồng thời là chồng bà Hằng. Bà Hằng chia sẻ sau khi ra tù trở về thì được ôm mẹ tôi là hạnh phúc nhất, được quý vị yêu thương tôi là hạnh phúc nhất. Trước đó, bà Hằng bị phạt tù 2 năm 9 tháng, theo bản án phúc thẩm, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bà Hằng bị phạt tù liên quan một số phát ngôn của bà trong các lần livestream trên mạng xã hội được các cơ quan pháp luật cáo buộc có vi phạm.